Trong Việt Nam Top News hôm nay, 13 trong số 15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 âm tính lần 1. Bắt quả tang 18 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ gần 200 triệu đồng. 60 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Thắp sáng phố cổ đánh thức Hội An. Ngày 27 tháng 12, đoàn công tác của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long sau khi xác định có một ca mắc trở về bằng đường nhập cảnh trái phép là bệnh nhân số 1440, 32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít. Hiện tỉnh đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân. Kết quả đến chiều qua có 13 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, còn 2 trường hợp đang chờ kết quả. Ngoài ra, ngành y tế cũng xác định được 122 trường hợp F2 hiện đang được cách ly tại nhà với sự giám sát của ngành y tế và chính quyền địa phương. Hiện Vĩnh Long đang tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tiếp tục rà soát kỹ, phối hợp với các địa phương lân cận để xác minh chính xác tuyến đường bệnh nhân đã đi qua, truy vết nhanh chóng, chính xác các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên quãng đường trở về nước, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trước thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 là LTT, 32 tuổi, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân 1440, thay đổi lời khai về lịch trình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang, chứ không phải cửa khẩu Một Bài, tỉnh Tây Ninh như trước đó. Chiều 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức họp khẩn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định hiện lời khai của bệnh nhân 1440 vẫn rất mâu thuẫn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh Vĩnh Long nắm thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1440 lại một cách rõ ràng, từ đó có những chỉ đạo cụ thể hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân không được lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là 5 huyện biên giới, nâng lên một mức tất cả các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh khen thưởng đột xuất cho người dân khi phát hiện và báo tin cho cơ quan chức năng về những trường hợp qua lại biên giới trái phép. Tại Hà Tĩnh, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng xe khách biển kiểm soát 81B00789 chạy hướng Nam Bắc để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện ở hầm xe chứa 17 cột và 24 thanh gỗ trắc thuộc nhóm 1, nhóm gỗ quý hiếm với tổng trọng lượng gần 1.000 kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đào Duy Cường, 45 tuổi, trú tại xã Sông An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai, không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên và cho biết được thuê vận chuyển số gỗ đó từ Gia Lai ra Hà Nội với giá mỗi tạ 500.000 đồng. Vụ việc hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản và chuyển giao cho các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tại Đà Nẵng, qua theo dõi, vào lúc 9 giờ sáng 27 tháng 12, tại khu vực đường Tạ Quang Bửu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, các lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 43F00083 đang dừng trả hàng. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 21 bao kiện hàng chứa các sản phẩm điện tử, áo quần, giày dép, tinh dầu đều có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhập khẩu hợp pháp. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh điều tra và xử lý theo quy định. Tại một khu đất trống phía sau một nhà trọ ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, hàng chục con bạc đang tham gia đá gà ăn tiền thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành đột kích bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 18 đối tượng, gần 200 triệu đồng, 8 con gà, 21 chiếc xe máy và nhiều công cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Tụ đá gà này đã tồn tại nhiều tháng qua, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Hàng ngày có hàng chục con bạc ở các địa phương lân cận đến tham gia. Để tránh sự truy bắt của công an, các đối tượng đã thuê người canh đường cảnh giới từ xa. Người đứng ra tổ chức là Nguyễn Văn Dương, 41 tuổi, ngụ Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Ngoài ra, Dương vừa là trọng tài, vừa đứng ra thu tiền sâu mỗi độ gà từ 500 đến 1 triệu đồng. Các con bạc ăn thua với nhau mỗi độ gà từ 5 triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Ngày 27 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đang tiếp tục lấy lời khai các con bạc để củng cố chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trưa 27 tháng 12, nhiều công nhân của công ty cổ phần cắt may Hoa Sen, khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh phải nhập viện sau bữa ăn trưa nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, những công nhân này làm tăng ca ngày chủ nhật để nghỉ bù cho ngày Tết Dương lịch sắp tới.
Sau khi ăn trưa với các món cá biển, thịt gà, món chay, một số công nhân có triệu chứng nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và được chuyển đến 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Quân dân y và Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh để cấp cứu. Sau khi được chăm sóc điều trị, đến 17 giờ chiều 27 tháng 12, chỉ còn một ca còn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Các ca còn lại sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng với lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có mặt kịp thời tại các bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe của các công nhân. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tấm vé nghĩa tình, trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không về quê ăn Tết và có thành tích trong lao động sản xuất. Theo đó, các đơn vị trao tặng hơn 35.000 vé xe, 1.500 vé tàu và 500 vé máy bay cho các công đoàn viên xuất sắc, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không về quê ăn Tết. Đồng thời tổ chức các phiên chợ nghĩa tình tại các doanh nghiệp có đông công nhân, tặng 10.000 vé tham quan hội Hoa Xuân Tao Đàn và 1.000 tập vé xe buýt cho người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức thăm tặng quà các khu lưu trú, tổ công nhân tự quản, chủ nhà trọ không tăng giá trong mùa dịch Covid-19. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Dương lịch 2021, hành khách đi lại qua hai bến xe liên tỉnh trọng điểm của thành phố là bến xe miền Đông và bến xe miền Tây sẽ có mức giá vé như ngày bình thường. Bến xe miền Tây tổ chức phục vụ Tết Dương lịch 2021 trong 4 ngày, từ ngày 31 tháng 12 2020 đến hết ngày 3 tháng 1 2021. Số hành khách đi lại qua bến xe dự kiến từ 30.000 đến 32.000 khách một ngày, giảm so với các năm. Trong khi đó, bến xe miền Đông dự báo sản lượng khách qua bến dịp Tết Dương lịch cũng sẽ giảm 5 đến 10%. Cả hai bến xe đều cho biết giá vé xe đi lại dịp Tết Dương lịch tại bến giữ nguyên như ngày thường. Dù lượng khách giảm, hai bến xe vẫn lên phương án tăng cường xe trong trường hợp khách biến động có tăng. Sau tác động kép của dịch bệnh và thiên tai bão lũ, đa số cơ sở kinh doanh ở Hội An vẫn đóng cửa tắt đèn, khiến nhiều tuyến phố cổ trở nên ảm đạm. Covid-19 khiến số lượng du khách ghé thăm Hội An sụt giảm nghiêm trọng. Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải đóng cửa, khiến không ít du khách hụt hẫng. Hôm nay tôi đến Hội An thì thấy là một cái Hội An rất là buồn, không có những cái chỗ check-in đẹp đẽ, sáng sủa, với lại không có chỗ để mình vui chơi giải trí như trước nữa. Với mong muốn xua tan vẻ đẹp ảm đạm của thành phố di sản nổi tiếng thế giới, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hội An vừa bắt tay thực hiện kế hoạch đánh thức Hội An. Trong đó, cơ sở đèn lồng của anh Hưng đảm nhận chế tác 10 cặp đèn lồng đặc biệt mang hình ảnh thông điệp của du lịch Hội An. Mình cũng muốn khách du lịch thì mà đến Hội An để nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái lồng đèn, hình ảnh của phố cổ nằm trong lồng đèn của Hội An. Những gánh đèn lồng độc đáo này đã chính thức xuống phố ngày 22 tháng 12 và lập tức thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Dự kiến hôm nay 28 tháng 12, 1.000 chiếc đèn lồng đẹp mắt khác cũng sẽ tạo nên các điểm nhấn cảnh quan trên các tuyến phố ngõ hẻm của Hội An. Thì những chiếc đèn lồng mà mình hóa lớn hơn bình thường thì cảm giác của người đến mới mẻ hơn. Thì mình thấy rất là hay, rất là thú vị. Nó tạo một cảm giác là vui vẻ. Cùng với việc thắp sáng đèn lồng, sẽ có các hoạt động trình diễn ánh sáng, trang trí hoa và các hoạt động văn hóa, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian, phố ẩm thực đêm, hứa hẹn sẽ thổi luồng sinh khí mới cho phố cổ Hội An. Những ngày cuối năm, lượng khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên đáng kể, phần lớn là nhờ chương trình mua sắm được thiết kế gắn với các tour du lịch khám phá trải nghiệm, qua đó góp phần kích cầu du lịch và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Cái việc mà kết hợp giữa việc du lịch và đi mua sắm chị thì rất là thuận tiện, phù hợp. Hầu hết các nhãn hàng đều có ở Sài Gòn, và cái dịp cuối năm thì sale cũng có nhiều. Đi mua sắm ở trung tâm thì cảm thấy là đồ rất là đa dạng và phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp. Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành du lịch. Dịch Covid-19 tác động đến tâm lý khiến người dân ngại di chuyển. Tuy nhiên, trong những ngày cuối năm, hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh có phần khởi sắc nhờ vào các chương trình tour kết hợp mua sắm. Các nhãn hàng cũng tranh thủ thời cơ tung ra nhiều chương trình ưu đãi thu hút khách. Qua đó cũng góp phần tạo tâm lý thoải mái cho du khách, tăng động lực kích cầu du lịch và kinh tế. Ngành công thương đang có cái chiến dịch kích cầu mua sắm vào dịp cuối năm, và chúng tôi sẽ kết hợp những cái chiến dịch kích cầu du lịch và những chiến dịch kích cầu mua sắm để tạo những cái đợt thu hút khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khách nội địa và khách du lịch tại chỗ.
Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng hoàn thiện để trở thành điểm không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, văn hóa và con người mà còn là điểm du lịch mua sắm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách với sự đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả hợp lý